Chào các game thủ đang theo dõi kênh YouTube của Thanh Niên Game. Trong video này là những tin tức hot nhất trong tuần qua. Dò dỉ thông tin sự kiện zombie, người chơi Red Dead Online đã hào hứng dự đoán sự kiện Halloween sắp tới kể từ khi có thông tin dò dỉ vào cuối tháng 7. Halloween Outlaw Pass sẽ cập nhật giao diện và nhiều nội dung khác, tuy nhiên, có vẻ như vẫn còn rất nhiều thứ để người chơi Red Dead Online khám phá. Mới đây có một nguồn tin tiết lộ rằng Red Dead Online có thể đang cân nhắc việc thêm zombie vào game. Kênh YouTube Red Dead Guy cho biết đã thu thập được chứng cứ liên quan đến các thema sắp được cập nhật vào Red Dead Online. Theo đó, họ phát hiện được gần 50 thiết kế zombie trong các tệp của Red Dead Online. Các thiết kế này đều được dán nhãn Army of Fear, trong đó là hình ảnh các thema, bao gồm cả 29 nam và 19 nữ. Thảo Nari khoe bộ VR hồng leo danh Liên Quân. Thảo Nari là một streamer nổi tiếng trong giới Liên Quân Mobile với hơn 600.000 lượt subscribe trên YouTube. Vừa rồi, cô có thực hiện một video khoe bộ VR hồng đầy cá tính của mình. Hotter Thảo Nari là người dân tộc Tày, đến từ Tuyên Quang. Cô cho thấy mình không hề kém cạnh các đồng nghiệp streamer nam giới khi liên tục trình diễn kỹ năng chơi game trên stream. Trong video ngắn của mình, Thảo Nari chia sẻ đến mọi người những món đồ màu hồng đầy nữ tính vừa được bổ sung vào bộ sưu tập kia mà cô dùng để leo rank, để giúp ngồi nhiều giờ liền chiến game, dù stream hay không. Thảo Nari lựa chọn ghế Warrior WGC 206 với tông màu trắng hồng cực kỳ nữ tính. Warrior là một thương hiệu ghế cho game thủ mới trên thị trường, nhưng có chất lượng hoàn thiện của sản phẩm khá tốt. Liên minh tốc chiến đã cải thiện những gì sau thời gian dài phát triển? Vào tháng 6 năm 2020, Riot Games đã cho game thủ của Philippines và Brazil thử nghiệm liên minh tốc chiến. Và tiếp tục quá trình thử nghiệm, lần này Riot Games đã cho phép thử nghiệm tựa game này trên toàn khu vực Đông Nam Á. Trong bài viết này, hãy cùng xem qua những gì mà LMST phiên bản di động đã cải thiện sau thời gian phát triển. Đầu tiên, Liên minh tốc chiến giới thiệu hệ thống camera mới. Tính năng này cho phép người chơi thay đổi góc camera theo hướng nhìn xa so với vị trí hiện tại của tướng. Song song đó, bản thân chiêu thức tầm xa cũng sẽ tự động kéo camera theo hướng xa hơn mà bạn muốn hướng đến. Nhờ vậy mà người chơi có thể sử dụng chiêu chính xác và tiện lợi hơn. Còn những chiêu cuối có tầm bắn toàn bản đồ, khi sử dụng chiêu thì màn hình sẽ tự động hướng xa dần về vị trí bạn muốn bắn tới thay vì màn hình chỉ đứng tại vị trí của tướng mà bạn đang sử dụng. Thêm vào đó, người chơi cũng có thể nhấn nút của chiêu cuối để theo dõi chiêu thức của họ có chính xác mục tiêu hay không. Trong lúc đó, hệ thống sẽ tự động hiện thêm một màn hình nhỏ để bạn vẫn có thể theo dõi tướng của mình trong lúc đang quan sát đường bay của chiêu thức. Cyberpunk 2077 sẽ có độ dài ngắn hơn The Witcher 3. Thông tin này không gây ngạc nhiên đối với cộng đồng game thủ, bởi lẽ có một tỷ lệ lớn game thủ đã dấn thân khá xa suốt diễn tiến tổng thể The Witcher 3, nhưng ít người có thể hoàn thành được 100% cốt truyện trò chơi vì quá dài. Điều này nhiều khả năng sẽ không lặp lại trong Cyberpunk 2077. Sau sự kiện Night City Wire, chương trình livestream để CD Projekt Red kết nối với cộng đồng game thủ trước ngày phát hành Cyberpunk 2077. Nhóm phát triển CD Projekt Red đã có cuộc trao đổi với báo giới, và lần đầu hé lộ thông tin về độ dài cốt truyện các nhiệm vụ chính tuyến của Cyberpunk 2077. Theo đó, trò chơi bom tấn tiếp theo của hãng này sẽ có độ dài ngắn hơn dự án tiền nhiệm The Witcher 3, ít nhất là khi so sánh ở mảng cốt truyện chính tuyến. Quyết định này có phần đi ngược lại so với thói quen làm game thường thấy, khi dự án sau luôn được ưu ái bồi đắp nội dung so với sản phẩm tiền nhiệm, đặc biệt là với những hãng làm game đã sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Tuy nhiên, với trường hợp của Cyberpunk 2077, đây có thể xem là quyết định dễ hiểu của CD Projekt Red do những kinh nghiệm rút ra từ The Witcher 3, bởi trong một cuộc thống kê trên nền tảng Steam diễn ra vào năm 2018, chỉ 27% game thủ là đi tới cuối con đường mạch nhiệm vụ chính tuyến của The Witcher 3. Tân Thiên Long Mobile, Tinh Túc Đại Náo, Giang Hồ Tinh Túc đang trở thành môn phái rất mạnh trong Tân Thiên Long Mobile với dàn kỹ năng vô cùng khó chịu của mình. Tân Thiên Long Mobile rất thành công trong đợt cập nhật phiên bản mới Tinh Túc Độc Mệnh lần này. Sự xuất hiện của môn phái thứ 12 Tinh Túc đi kèm với nhiều tính năng mới thực sự mang đến luồng sinh khí mới trong Giang Hồ. Ngay khi Tinh Túc xuất hiện những thông tin đầu tiên, đã có hàng ngàn thảo luận xoay quanh môn phái này trên diễn đàn. Hầu như tất cả người chơi đều cho rằng Tinh Túc chắc chắn rất mạnh, thiên về sát thương và đặc biệt có thể trị võ đang hiệu quả.
Microsoft mua lại Bethesda Softworks với giá 7,5 tỷ đô la Mỹ. Gã khổng lồ Microsoft vừa có động thái không ai có thể đoán trước, khi chi đến 7,5 tỷ đô la Mỹ để mua đứt ZeniMax Media, đơn vị sở hữu hàng loạt công ty con nổi tiếng của ngành game, trong đó có Bethesda Softworks. Trong cuộc đối đầu giữa Xbox, Microsoft và PlayStation, Sony, mỗi phe dường như đều đã xác định chiến lược và những món vũ khí đặc trưng riêng biệt. Nếu như nhà PlayStation đang tập trung phát triển các studio cơ hữu, từ đó cho ra đời các sản phẩm độc quyền chất lượng cực cao, thì Microsoft đang hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái đồng nhất Xbox Windows. Chung kết thế giới 2020, Seraphine sẽ có màn debut bài hát mới với ban nhạc KDA theo dự đoán. Bài hát mới của Seraphine hợp tác cùng KDA biểu diễn tại Chung kết thế giới 2020 sẽ là Calling All Blades như đã đưa tin trong khoảng thời gian gần đây. Seraphine, tướng mới Liên minh huyền thoại, sẽ hợp tác với ban nhạc KDA trong album mới của họ. Và mới đây, Riot Games đã xác nhận rằng Seraphine sẽ có màn debut bài hát mới tại Chung kết thế giới 2020. Tòa Đan, trưởng bộ phận của Riot Music Group, đã thông báo rằng KDA sẽ có màn trình diễn bài hát mới tại giải đấu Chung kết thế giới 2020 với sự tham gia của vị khách đặc biệt là Seraphine, nhân vật được dự đoán là tướng mới của Liên minh huyền thoại. Tài tử Lương Triều Vĩ trở thành đại sứ game Hồng Đồ Chi Hạ. Hồng Đồ Chi Hạ, Under Grey Picture, của Tencent xác nhận phát hành vào tháng 10 sắp tới. Đồng thời hé lộ đại sứ thương hiệu chính là tài tử nổi tiếng Lương Triều Vĩ. Tin tức về game Hồng Đồ Chi Hạ cũng đã khép lại bản tin lần này. Hãy bấm theo dõi kênh để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong làng game nhé!